Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón ngày 7 tháng 2 năm 2023, giá phân bón liệu có hạ nhiệt trong năm 2023? Dự báo về thị trường phân bón 2023, ông Phùng Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận định, giá phân bón năm 2021-2022 tăng phi mã trong vòng 50 năm lại đây. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, giá phân bón đã có dấu hiệu hạ nhiệt với việc Trung Quốc bắt đầu mở cửa thị trường và không còn hạn chế xuất khẩu 29 loại phân bón. Điều này dẫn tới nguồn cung phân bón trên thị trường thế giới không còn tình trạng khan hiếm cục bộ. Tuy nhiên, ông Phùng Hà cũng cho rằng, hiện nay sản xuất phân bón vẫn còn phụ thuộc lớn vào giá ga và xăng dầu. Trong đó, giá ga chiếm tới 80-90% giá thành sản xuất amoniac, đầu vào quan trọng để sản xuất phân đạm ure, DAP, nên giá phân bón khó có thể hạ nhiệt trong năm nay. Mặc dù trong mấy tháng trở lại đây, giá phân bón đã có dấu hiệu giảm, tuy nhiên ông Hà cũng cho rằng, theo dự đoán của nhiều chuyên gia phân bón và tài chính, thì khả năng trong thời gian tới giá phân bón vẫn neo ở mức cao. Phụ thuộc lớn vào giá ga và đặc biệt là giá xăng dầu thế giới. Trước diễn biến phức tạp của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, về nguồn cung cho vụ đông xuân 2022-2023, ông Phùng Hà cho rằng hiện với năng lực sản xuất phân bón trong nước, nguồn cung không còn là vấn đề. Cụ thể, hiện công suất phân đạm ure của 4 nhà máy thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem đã lên tới 2,5 triệu tấn trên năm, trong khi nhu cầu tiêu thụ ure trong nước chỉ ở ngưỡng là 1,6 đến 1,8 triệu tấn trên năm. Với phân bón chứa lân và phân tổng hợp NPK, công suất sản xuất trong nước cũng vượt xa nhu cầu. Tuy nhiên, với phân bón DAP, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 40% và toàn bộ lượng phân kali để đáp ứng nhu cầu trong nước. Khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 504-508, Phú Mỹ 503-507, Bình Điền 504-508, ure Hà Bắc, Ninh Bình 503-507, Trung Quốc 550-508, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục, ure Brunei hạt đục, giá từ 550-580.000 đồng. DAP Hồng Hà 1.250-1.350.000, Đình Vũ 850-900, Đức Giang 850-900, Philippines 1.250.000-1.400.000, DAP Nga đen 64%, 1.150.000-1.300.000, DAP Lào Cai 850-900.000, Hàn Quốc là 1.350.000-1.450.000. Phân kali miễn Cà Mau và Phú Mỹ 750-708, Ba Con Cò 780-802, Canada miễn 730-708, Israel miễn 750-800, Israel trắng 800-850, Belarus bột 700-750, NPK 16-16-8 Bình Điền 709-804, Cà Mau và Phú Mỹ 708-803, Ba Con Cò 900-950, Việt Nhật 765-800.000, Saramila Complex 12-11-18 660-700.000 đồng bao 25 kg. Hàn Quốc 16-16-8 cộng 9S 650-700, 16-16-8 TE Việt Nhật 920-970, NPK 20-20-15 Ba Con Cò 1.195.000-1.240.000 đồng, Bình Điền 1.000.000-1.050.000, Sông Danh 1.050.000-1.100.000, NPK 20-20-15 TE Bình Điền là 1.050.000-1.100.000, Phân Lân Xích Bê Lân Long Thành 220-208, Lân Văn Điển 250-209. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 601-650, Phú Mỹ 600-650, Bình Điền 601-650, ure Hà Bắc 600-650, Ninh Bình 600-650, Trung Quốc 602-607, DAP Hồng Hà 1.250.000-1.350.000,
Đình Vũ 850-900 ngàn, Đức Giang 850-900 ngàn, Philippines 1.250.000-1.400.000, DAB Nga Đen 64%, 1.150.000-1.300.000, DAB Lào Cai 850-900 ngàn, NBK 20-20-15TE Bình Điền 975.000-1.050.000 đồng, 20-20-15 Bình Điền 930.000-970.000 đồng, 20-20-15 Ba Con Cò 1.050.000-1.200.000, 20-12-7TE Bình Điền 950.000-980.000 đồng, 18-86 Việt Nhật 870-900.000, 18-86TE Việt Nhật 803-808, 16-8-14-12S Việt Nhật 850-900, 14-14-14 Philip 1.010.000-1.050.000, 15-5-10-14S Lào Cai 506-601, 16-8-8 Phú Mỹ 801-850, 16-16-8 cộng 13S cộng TE Phú Mỹ 850-890, 20-55 Bình Điền 700-740, 17-19-9 cộng TE Phú Mỹ 809-904, 18-4-22 TE Bình Điền 907-1.010.000 đồng, 17-7-18 TE Cà Mau 804-808, 17-7-17 TE Cà Mau 850-808, 17-15-9 TE Phú Mỹ 803-807, 16-16-8 Hà Lan 700-707, Phân Lân Văn Điển 204-209, Lân Lâm Thao 204-207, Lân Đen 201-206, NBK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ là 804-809, Việt Nhật là 800-806, Philip Korea 850-900.000, 16-16-8 TE Philip Korea 806-900, Phân Cali Cà Mau và Phú Mỹ là 900-908, Cali Bột Phú Mỹ là 907-1.030.000 đồng, Phân SA Nhật 308-450.000, SA Trung Quốc 450-408, SA Đài Loan 402-407, khu vực miền Trung Phân Ure Cà Mau 601-650, Phú Mỹ 600-650, Bình Điền 601-650, Ure Hà Bắc, Ninh Bình là 600-650, Trung Quốc là 602-607, NBK 20-20-15 Song Danh 1.035.000-1.090.000, Đầu Trâu 1.070.000-1.150.000, Bông Lúa 904-908, Ba Con Cò 1.110.000-1.150.000, NBK 16-16-8 Cà Mau 707-801, Phú Mỹ 706-800, Lào Cai là 800-804, Đầu Trâu là 802-850, Lâm Thao là 801-808, Việt Nhật là 802-850, NBK khác 16-88 Phú Mỹ 708-802, 15-5-10-14S Lào Cai 508-602, 20-12-7 TE Bình Điền 900-950, 19-16 Sông Danh 802-850, 20-66 Ninh Bình 707-802, 13-13-13 Lâm Thao 802-850, 16-8-16 Phú Mỹ 803-808, 16-8-8 Lâm Thao 800-850, Phân Cali Cà Mau và Phú Mỹ 750-708, Ba Con Cò 708-802, Hà Anh 750-708, Canada Miễn 703-708, Israel Miễn 750-800, Israel Trắng 800-850, Belarus Bột 700-750, Phân Lân Lâm Thao 250-209, Lào Cai 204-208, Văn Điển 250-209. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phân Ure Cà Mau 601-650, Phú Mỹ 600-650, Bình Điền 601-650, Ure Hà Bắc 600-650, Ninh Bình 600-650, Trung Quốc 602-607,
DB Hồng Hà 1.250.000 cho đến 1.350.000, Đình Vũ 850 đến 900.000, Đức Giang 850 đến 900.000, Philippines 1.250 đến 1.400.000, DAB Nga đen 64% là 1.150.000 đến 1.300.000, DAB Lào Cai 850.000 đến 900.000. NBK 13-13-13TE Bình Điền 806 đến 809, 16-16-8 Việt Nhật 802 đến 850, 16-16-8TE Việt Nhật 806 đến 809, 16-16-8 Ba Con Cò 809 đến 902, 16-16-8 Phú Mỹ 802 đến 850, 16-16-16 Ba Con Cò 803 đến 808, 16-16-8 Lộc Điền 803 đến 807, 16-88 Phú Mỹ 800 đến 804, 16-88 Lâm Thao 801 đến 850, Phần Lân Lâm Thao 207 đến 301, Lân Lộc Điện 209 đến 304, Văn Điện đến 250 và 280, Cali, Cà Mau và Phú Mỹ là 750 đến 780, Ba Con Cò là 780 đến 802, Canada Miễn 703 đến 708, Israel Miễn là 750 đến 800, Israel Trắng là 800 đến 850, Belarus Bột là 700 đến 750. Giá tham khảo trên mỗi bao 50kg, mua bằng tiền mặt nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.